Bảo, em thấy tuổi tác đã ảnh hưởng như thế nào về những trò chơi thể lực? Mọi người nói là gừng càng già càng cay đúng không? Em lại thấy cay thiệt. Em sợ ý là cay em cay luôn đúng không? Dạ đúng rồi, cay cú. Em cay quá trời luôn. Em nghĩ là chắc sức bền nó sẽ ok hơn là cái phần kinh nghiệm anh ha. Em nghĩ cái đó quan trọng hơn, sức bền quan trọng hơn đúng không anh? Đúng rồi, sức bền quan trọng mà. Dạ. Hồi nãy em phóng bao nhiêu tôi phóng bấy nhiêu đó. Tôi là người ẩm em qua sông. Dạ, dạ. Tôi sức bền đồ. Tôi là người ẩm em xì quá. Ủa mắc gì giặt giặt khách mời vậy? Sao giờ anh là người mời người ta về bên đội đó anh, mà cuối cùng anh mời qua, anh nói để cho Tuấn Hảo biết, để lấy kinh nghiệm, để giống như là số sau Tuấn Hảo chơi. Không, em sao? Nghĩ là nếu như mà cái phần đó mà nếu mà đổi lại là em không về đội của anh mà anh Hải về đội của anh thì anh nhắm là tụi anh có thể thắng được cái vòng đó luôn hay không? Đúng, em nói rất đúng. Đúng tụi không? Anh chỉ thua một vòng đó thôi, các vòng còn lại tụi anh thắng hết. Ồ vậy là anh đang đổ thừa khéo với em. Anh không đổ thừa, anh thua là chịu chứ không có đổ thừa. Anh có bao giờ, anh có bao giờ đổ thừa là tại Vinh là chơi là không được đâu, tại em chơi thua đâu. Anh không có giờ, anh lỗi anh hết, lỗi anh hết. Nói chung ngày hôm nay đội chúng ta là vừa đều đội hình, vừa đều lứa tuổi, vừa đều nhan sắc. Bên này không đều mấy ha. Lỗi tôi hết á, tôi xấu nhất đội. Chúng ta đang quay trở lại với 7 nụ cười sơn. Ê. Thua là anh Trung quá ha. Mình thua đó anh Lực. Anh làm gì anh Trung vậy? Anh tự đeo mắt kiến là thắng. Rồi, thắng đứng về bên kia. Dạ vâng ạ. Ba bạn thua. Tôi xin lỗi, tại vì tôi là người thua. Tôi không phải là lý do lý cháu về nhà bạn, nhưng mà tôi xin lỗi tôi nói cái. À, lúc nãy tôi trong lúc tôi lim dim, tôi vận động tôi mệt quá, tôi nằm trong kia tôi lim dim. Tôi có vô tình tôi nghe được một bạn hình như là quản lý của Ninh Dương Lan Ngọc. À, nói là đội bên kia làm sao thắng được, tại vì Tú Hảo với lại Lan Ngọc là chung một công ty. Thế tôi mới bật dậy. Tôi nhìn à, thì ra là vậy. Ủa là thì ra là vậy, có nghĩa là hai bạn này chung một công ty. Tại sao chung một công ty mà họ không về chung với nhau, mà họ cử Tú Hảo qua bên đội mình? Anh đừng có đâu, nói anh mời mà anh mời người ta anh về, mời người ta về mà. Anh đừng có nói nữa. Ngọc có hành động. Ngọc có hành động đó. Một đàn chị. Em thấy là anh cũng mê, nên thành ra là anh mê. Anh em... mê. Cái gì nữa, để cho trò chơi vòng hoài. Không cho Vinh vòng không luôn. Không chịu thả xuống luôn mà anh. Cái đó nó cao, còn cái thấp là tôi để cho Vinh hưởng hết mà. Mặt còn nhấp lên cái đó, lòng thể hiện của sự quát đồ đó. Tính ra là công ty của mấy bạn là đứa nào tôi cũng sự quát hết rồi. Mỗi bạn một màu đi ạ. Tôi lấy màu hồng. Trời ơi, men ghê. Đứng trước màu hồng. Thôi, quên. Dạ. Khách mời chọn đi cưng. Em màu vàng đi cho mùa xuân nè. Dạ là màu hồng đúng không em, màu xanh. Rồi. Ủa anh sao vậy? Tại vì nó nói anh men anh tức. Anh men đó anh đứng giờ đâu có vô màu hồng. Đúng rồi anh đứng chính giữa màu hồng xinh á. Đầu tiên chúng ta sẽ mở cánh cửa của Tú Hảo để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Khoan nha, thí dụ có người nào hù thì phải nói trước nha, chứ người ta giật mình nha. Không, mở đi ạ. Mở ra bước vô. Đứng cửa bước vô. Trời ơi, nó bắn cái này là... Wow! Má may mắn cho em! Yeah! Mùa xuân tươi vui! Này là đăng quang hoa hậu rồi đó! Một người may mắn thì hai người còn lại... Cây súng chĩa từ dưới chĩa lên! Anh bắn này đi! Cẩn thận quái hàm! Cẩn thận gãy quái hàm! Mở cửa đi Lực! Sao anh kia thế này là đỡ nhất nè. Đứng trong cao lên. Khỏi phải nhảy súng luôn rồi. Anh phải quay mặt vô. Tao quay vô đó mặt... Anh quay cái mặt anh vô. 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 Thấy không? Một phải không? Trời ơi. Trời ơi muốn tét luôn á. Ừ. Đấy chưa thấy gì. Trời ơi. Anh nghĩ cái này em là em thấy em ướt ác rồi đó. Còn đó chà. Bước vô anh Vinh. Bước vô. Chết chữa. Quay lưng qua. Quạt đi. Quay lưng qua. Quạt đi. Quay lưng qua. Quạt đi. Đi. Cái gì vậy? Trời cái ơi. Gì vậy? Màu nước. Phạt ai vậy? Lưa hết nè. Dính từ bãi từ lưa hết nè. Cái đó mà đưa cái này vô là chết em luôn á. Bắn cái chân mà đau như gì á. Sao phạt luôn tụi em? Ủa đáng lẽ mình phải tức mình kia.
Cái gì vậy? Vậy sao em? Cái gì mà em? Ủa, ngủ em không bị gì á? Em không bị gì hết. Gì đâu mà tôi ăn hai quả nè. Tôi kiểu là cư dân mạng nhiều chuyện á. Không hết. Ô là trời. Nè, không kẹp luôn á trời. Em ổn quá trời, điên mạng lắm rồi. Em ổn quá hả? Em ổn quá hả anh? Như vậy là hiện tại là chúng ta hôm nay là xứng đáng, thua xứng đáng. Xứng đáng. Thua xứng đáng. Thua chung một công ty là thấy xứng đáng. Hai người chung là công ty, tôi thua xứng đáng. Không có gì, tôi buồn phiền hết. Họ đẩy qua đội mình, họ đẩy qua, đúng. Họ đẩy qua. Họ nâng gà họ lên. Thua rồi mà không phục. Thôi anh nhìn nhận thực lực của bản thân anh đi chứ. Mà, anh phục. Anh phục, xứng đáng. Anh đỡ thua đồng đội rồi. Nói chung là team bên này thua công ty Lan Ngọc là xứng đáng. Hả Tuấn Mến, em thấy anh này chơi vui không? Dạ vui, em thua nhưng mà em rất là vui luôn á. Trời ơi, em hết mình quá trời luôn. Em thấy tại vì kế hoạch của em rồi đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì em tới đây đâu phải là để thắng đâu, em đã nói ngay từ đầu rồi, tại em nghe cái mùi rồi anh. Quên, mà nói cậu đó mình quên. Không có nghĩ là mấy đứa nó ghê gớm vậy. Không có nghĩ. Hèn gì tại sao mà lúc Chú Thế Vinh đang ẩm về mà bạn lật ngược lại không cho Chú Thế Vinh ẩm lên. Chứ gì đâu, hai chơi mấy bất cần thân thể. Lúc đó mình cũng thắng mà. Hai cái tay đưa đóng đưa lên được phải dừng lại. Trời ơi, nhưng mà từ lúc đó trở đi là Vinh bắt đầu nhìn em bằng ánh mắt ngại ngùng rồi. Ủa anh mấy mùa rồi. Hay vừa vô trong xong em nghe mọi qua cái tập hôm nay là anh Vinh lời nhất. Sao lại? Em đâu biết đâu, em nghe mọi người nói vậy anh mà. Anh chưa kịp nha, anh mới trời không có chút liền. Anh chưa kịp có nghĩa là anh đã nghĩ tới rồi phải không? Thẳng tay bốc hốt. Anh hốt rõ ràng anh mới. Anh không có giống em. Anh đừng có vậy. Em là không có tự nhiên mà vô mà em trọt rồi em ngắt cái ngon này nữa. Cặp đầu tiên mời Hoa Hậu. Hoa Hậu là bên đây nè. Còn bà Hoa gì chứ Hoa Hậu. Đâu là em đợi con bé ra mà. Hãy nhìn thẳng vào nhau, ngồi xoay hướng vào nhau, sát vào nhau. Ủa sao chơi gì lạ vậy nè? Thấy người ta nhìn không với ánh mắt thân thiện nè, coi nè. Ủa sao hai người này sát gần vậy? Nhau. Có dơ không vậy? Luật chơi của chương trình là bắt buộc phải luôn nhìn thẳng vào mắt nhau. Chết tôi rồi. Ủa trời gì vậy ta? Trời ơi, cái này dơ nha. Trời ơi, trò này là tôi thua hết. Một ngầm nước đây rồi. Đây. Rồi. Tôi không biết như mặt hả? Trò này là tôi thua hết video gì chắc rồi. Vừa chơi bạn, vừa chơi nè. Trời ơi, chết anh rồi. Vinh ơi, trò này anh nhìn mặt. Nằm thôi. To vô. Trời ơi. Tôi nhìn mặt hết video gì tôi chịu gì rồi. Đội nào? Trò này mà tôi vừa nhìn mặt hết video gì tôi chết liền. Đội nào phun trước, đội đó thua. Rồi xong. Không được nuốt nha. Trời ơi tôi sợ mặt nhìn mặt Happy New Year quá tôi sợ. Ai phun trước thua nha. Ngọc phun vô mọi mặt ta Ngọc. Nè, sát vô. Ai uống cũng thua nha. Uống cũng thua. Đúng biết ai lúc nhiễu rồi. Phun rồi là mình phải nhả nước ra cho mọi người thấy. Không nước hết quên trời ơi, nước phải một họng kìa. Một họng đúng rồi, một họng kìa. Thôi nha, uống lại đi. Nuốt đi, nuốt đi. Nuốt đi, nuốt đi, nuốt đi. Nuốt đi. Nuốt vô. Một họng đầy nha. Đầy hết. Rồi. Đúng rồi. 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 Nhìn các họ vừa chơi cái quốc ngữ ly liền. Mở bài Happy New Year giùm tôi. Anh là hải đồn đội anh đó anh lực. Đâu có, tôi chơi đoàn quỷ diệt luôn. Ê cái này mà không thích là mình phun thẳng vô. Đúng rồi, có thể phun thẳng vô mà. Ghê quá anh. Trời ơi, cuộc đời em có bao giờ phun nước qua hậu được đâu. Phun nước qua hậu được đâu. Phun hơi kìa. Chỉ phun ra một tia. Ngọc có phun một tia nha. Ngọc có một tia phun ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Rồi cặp tiếp theo. Vô. Tới dạ. Ăn cho. Để anh giải video gì cho. Chết rồi không được. Lại đây. Chạy nước mắt lên nó muốn thắng hả? Em vậy hả? Rồi chú. Em có tội tình gì? Bên này bà ơi. Em có tội tình gì chứ? Vô. Tôi với em một lần là một ly. Để em chị ông già này cho. Trời ơi, không có vui. Đó. Thôi thôi. Dễ gì lắm. Chờ chờ đâu uống nước. Nè, một lần một ly. Không hết đâu, hết đâu. Rồi một lần một ly.
Chưa chơi nha. Chưa chơi mà. Chưa chơi. Chưa theo lệnh mà. Anh làm sao vậy? Hình như Tiến Luật không thích Ngân hay gì á. Không phải. Chết tôi rồi. Tội luôn em sợ à. Yo. Chết bạn. Đổi người bạn ơi, chứ tôi nhìn chết bạn ơi. Không, đây bạn này. Ok. Trời ơi. Khi nào xong anh kêu hai ba đứa qua đi. Hai qua, anh đứa. Hai qua. Tự dữ dội lắm. Em nói là vòng hai ba là kêu phun đó. Hai ba uống nước. Từ từ khoan qua từ ba. Ông cứ nghĩ trong đầu Happy New Year quá. Làm sao chịu nổi. Uống nước. Không có gì mắc cười á Ngân. Ba, hai, một. Bắt đầu. Tôi không nổi thiệt. Rồi. Mày đòi chơi với người ta. Vợ giờ với em á lần ơi. Chưa thấy Vinh. Không phải anh thề luôn á. Chơi anh nói thiệt. Nước lên lỗ mũi lên luôn. Anh thiệt. Là ly nè. Quay lại. Nhưng mà cái mặt em có duyên quá Ngân ơi. Hỗ trợ gì mà nào. Dạ hỗ trợ. Anh vừa thấy cái mặt em cái nghĩa đá bị nửa duyên. Quay bên kia. Thiệt luôn á. Em muốn hết đồ luôn rồi đó. Ngực dư dư tới. Ngặt một hồng bự quá. 2, 3, go. Cái mặt kia kỹ á. Đâu. Không, dạ cứng cựa lắm. Dạ căng thẳng lắm. Dân bình lợi mà, đâu phải được đơn giản. Dạ nó đúng câu xì à. Một trong hai người là sẽ bị hứng cái này nè. Cái gì vậy? Ngồi im. Trời ơi. Ba bạn nữ thắng đội bên kia luôn. Hết đường gỡ.